mật, kính thưa quý Phật tử hiện diện, xin mời quý Phật tử chúng ta hãy đứng dậy trang nghiêm chắp tay để cung thỉnh chư tôn Đức Quang Lâm. Và giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính đê đầu đảnh lễ cung tỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni Quang Lâm lễ đài chứng minh và cử hành khóa lễ cúng dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 dương lịch 2011 tại Như Thị Thất hôm nay. Ngài Quang Lâm chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật, cử ba hồi chúng trọng bát nhã. Ai mà chư tôn à đại đức tôi còn dưới thì thất có duyên sự xin đầu thành đặt lệ Nam Mô A Di Đà Phật. Trước đang trang đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cúng thỉnh chư tôn hòa thượng, chư đại đức tăng ni Quang Lâm Phật đài hành lễ giảng pháp, để hàng Phật tử chúng con được ân kiêm pháp nhụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn thiện đức đã từ bi hứa cả cho rồi, hàng Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Con xin cung thỉnh chư tôn hòa thượng. Chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh dưới bóng y vàng rực rỡ của chư tôn đức, đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm chứng minh. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức phân lập lượng ban. Đảng sanh ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tạc đài chứng minh, kính bạch thượng tòa chứng minh, kính bạch chư thượng tòa, chư đại đức tôn đức, chư tôn đại đức tăng, chư tôn đại đức ni tạc đài chứng minh. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý anh chị em huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam hiện diện, kính thưa quý vị Phật tử thiện tín nam nữ gần xa, lễ kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2555 dương lịch 2011, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Buổi lễ được chính thức cử hành với chương trình như sau: 1. Cung nghênh chư tôn đức Quang Lâm lễ đài. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình. 3. Giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự. 4. Cử ba hồi chung trọng bát nhã rước lễ đảng sanh. 5. Phục nhập từ bi quán.
6, diễn văn khai mạc buổi lễ cúng dường, 7, dân hoa cúng dường, 8, khóa lễ cúng dường tắm Phật, 9, thả bong bóng nguyện cầu hòa bình, 10, cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con thành kính thông qua chương trình để chư tôn đức liệu đi cho và cùng quý Phật tử cùng biết rõ. Giác thiền trụ trì chùa Phước Long, thành phố Mỹ Tho. Chúng con xin thành kính giới thiệu chư tôn Đại Đức Tăng tu viện Quảng Hương Già Lam, chư tôn Đại Đức Tăng tu viện Vĩnh Đức, chư tôn Đại Đức Tăng chùa Phật Âm Long Thành Đồng Nai, quý ni sư tổ đình chùa Từ Nghiêm, quý ni sư trụ trì các tình thất cùng tỏ mặt và dự lễ hôm nay. Chúng tôi trân trọng được tiếp đón sự hiện diện của quý vị quan khách. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị. Về phía gia đình Phật, đại diện gia đình Phật tử Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, anh Nguyễn Hoành Lê Văn Sang, Tổng Thư ký Ban Hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thanh, Ủy viên Tổ kiểm Ban Hướng dẫn, anh Thị Nguyên, Phụ tá Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyên Tình, Tổng Thư ký Ban Hướng dẫn gia đình, chị Diều Trinh cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Tâm Kiếm, Bạch Hoa Mai cùng toàn thể anh chị em gia đình Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Và hiện diện của toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Như Thị Thất cùng tất cả bà con Phật tử gần xa cũng có mặt hiện diện tham dự trong buổi lễ hôm nay. Phật, sự kiện Đức Phật đản sanh đã được ghi lại trong kinh văn. Ngày hôm ấy, quả đất rung động, trời trội nhạc chúc tụng, mưa hoa cũng dường, kính mừng đấng thiên nhân sư. Chúng con cùng trang nghiêm hướng về lễ đài để cung lập kính mừng Phật. Cứ ba hồi chuông trọng bát nhà rước lệ đạt xanh. Đời sinh diệt vì tinh tú chói người giữa đêm trường u tịch, một vầng mặt trời hồng rực rỡ giữa mùa đông, bàn tay chịu pháp trong hương đêm thanh khiết, ẩn các tường nở trắng một bông hoa, 3000 thế giới đồng thanh ca ngợi, kỳ diệu thay con mắt lớn của tam giới đã mở, văn Phật Thích Ca đã ra đời. Giờ này cả không gian được lan tỏa hơi ẩm của tình thương, dòng suối tri ân chảy trong tâm mọi người, niềm hân hỷ trào dâng, xin đào tràng cắp tay bước sen lặng tâm thanh tịnh, hướng về đấng từ tôn cử hành một phút nhập từ bi quán, phút tưởng niệm bắt đầu. Niệm đã qua. Tiếp theo chương trình, chúng con xin sư Thích Nữ Như Tường trụ trì Như Thị Thất kính dâng lời cập bạch lên đấng từ tôn. Chúng con kính cung thỉnh sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Đây xem tòa ngã hương, tòa Như Lai hiện trong vườn tề ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại đấng Như Lai ứng cúng chánh biện tri minh hạnh túc thiền thề thế gian dài, vô tường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kính bạch chư thượng tòa đại đức tăng ni,
kính thưa quý anh chị, ban hữu trần gia đình Phật tử Việt Nam, kính thưa toàn thể Phật tử xa gần và đặc biệt là kính thưa các cấp chính quyền địa phương. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 tại Bồ Tờ chúng con và khắp nơi trên mọi miền đất nước, trong lòng người con và biển cả, thiên tai sóng thần đồng đất, khủng hoảng hạt nhân bùng nổ công viên Nhật Bản trở thành quá nhỏ bé, vô nghĩa và hoàn toàn bất lực trước mọi thiên tai, nhưng giờ đây lại còn bất lực hơn trước nữa. Thảm họa hạt nhân